Chào mừng các bác trở lại với video của Vang Vọng. Trên màn hình của các bác đây thì Vang Vọng tiếp tục giao lưu và giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ rất là nổi tiếng đến từ Pháp. Và chiếc đồng hồ này có thương hiệu là Verdet. Sở hữu một cái vỏ thùng dài chạm trổ rất là tinh xảo. Và đây là một trong những chiếc có rất là nhiều nét đặc biệt mà trong video này em sẽ làm nó khá là dài. Và các bác hãy kiên nhẫn xem đến cuối. Đây là một chiếc Verdet chơi bản nhạc Westminster và bản nhạc con bướm vàng, 10 gông 10 búa, mặt số vuông rất là hiếm gặp. Và đây là một trong những cái chiếc Verdet sở hữu cái máy 45. Nhắc đến cái máy 45 thì các bác yêu đồng hồ có thể liên tưởng đến ngay. Đây là một trong những cái phiên bản cao cấp nhất của cái đồng hồ Verdet. Em sẽ có một cái đoạn tháo máy để các bác có thể chiêm ngưỡng. Chạm trổ rất là đẹp ở đây. Rất là tinh xảo. Các bác nhìn này. Hình mái. Thùng nổi vân gỗ tự nhiên. Đối xứng nhau. Hai bên này chạm trổ chìm. Các cái họa tiết vuông. Đây là kính pha lê các bác nhé. Kính pha lê. Cắt vát. Rất là đẹp. Phần bên dưới này người ta cũng có các cái họa tiết vuông như thế này, giật cấp để nó chung một cái ngôn ngữ thiết kế với cái phần mái này. Nhìn tổng quan thì nó rất là ăn nhập với nhau. Chiếc đồng hồ này có cái thiết kế là hình chữ nhật đứng, sở hữu một cái mặt số vuông kính cong. Mặt số vuông này là một trong những cái mặt số rất là ít gặp ở trên đồng hồ, cực kỳ ít gặp. Kim hình tháp. Số này là số quỳ các bác nhé. Cũng đây là một trong những bộ số cũng rất là hiếm gặp và cực kỳ là độc lạ. Logo Verdet rất là rõ ràng ở đây. Ba lỗ ổ cót. Viền số này là một cái viền đúc inox rất là sáng và không bao giờ bị han gỉ, càng lúc nó càng mới. Quả lắc sáng bóng và thậm chí quả lắc này có thể soi gương được. Và đây là một trong những chiếc hoàn hảo. Em đánh giá đây là một trong những cái chiếc đạt 9,5 trên 10 điểm. Em sẽ đi vào bên trong. Phụ kiện đầy đủ 100%, từng con ốc như thế này. Từng con ốc này cũng là của Verdet. 10 gông có thể nói là đen bóng. Và đây các bác có thể nhìn quả lắc này. Không một vết xước nào luôn. Em có thể tháo cho các bác nhìn ngay. Không một vết xước từ quả lắc. Rất đẹp. Củ gông lòng máng 10 búa rất đẹp ở đây. Và em sẽ tháo máy để các bác có thể chiêm ngưỡng. Bây giờ thì em sẽ thử chuông để các bác nghe luôn. Bản con bướm vàng trước ạ. Hai giờ điểm 2 tiếng. Bây giờ em sẽ gạt sang cái bản nhạc Westminster để các bác có thể nghe được ạ. Các bác có thể thấy ngay các cái đường mây của cái kính này. Nó còn nguyên. Kính cong nhé. Kính bên dưới này là kính pha lê. Cũng còn nguyên. Đó. Em sẽ tháo cái máy để các bác có thể chiêm ngưỡng được cái cỗ máy 45 nó đẹp như thế nào. Và đây là những chiếc rất là cao cấp. Cho nên là em phải làm một cái chi video cẩn thận hơn, kỹ lưỡng, để các bác có thể ra quyết định và lựa chọn. Đây, logo Verdet có dập ở đây. Máy rất là vàng. Các bác nhìn quả gai là rất là to này. Máy 45 đây ạ.
Các bác có thể nhìn tất cả 10 đầu búa còn rất là đẹp. Tất cả các cái đầu ra này. Đó. Có thể nói đây là một trong những chiếc cực kỳ tuyệt vời. Đây là cái hệ thống LED store. Tức là chiếc này nó thả búa bằng cái hệ thống LED store này, cho nên là nó cho một cái chất âm rất là đều và hay. Các bác nhìn này, rất là đẹp. Và theo em tìm hiểu thì những cái cỗ máy này nó đã được khoảng tầm 70 đến 80 năm tuổi rồi. Và để mà còn đẹp được như thế này thì nó là những cái chiếc rất là hiếm. Từng con ốc nó còn zin thế này, các bác nhìn này. Đó. Củ gông, chữ U, 10 gông thép đen bóng thẳng hàng. Cái phụ kiện khóa gông này cũng còn nguyên của VDS này. Đó, các bác nhìn này. Đó, khóa lại như thế này khi vận chuyển. Tất cả đều còn nguyên. Rồi, em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.